Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một căn nhà cấp 4. Căn nhà này đang tọa lạc ở gần chợ Mỹ Khánh, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Thì chủ đang có nhu cầu đổi chỗ ở mới, thành ra bán lại căn nhà này. Thì căn nhà này phía trước thì dán gạch từ dưới lên trên, cửa thì bốn cánh, có sân đậu ô tô phía trước. Trong phòng khách thì rất là rộng rãi, thì có tặng bộ ghế salon cho quý cô chú anh chị em mình. Nhà này đang tọa lạc xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, thì cách trung tâm thành phố Cần Thơ đâu đó tầm khoảng chừng 5 km, cách đại học Nam Thơ chỉ gần 700-800 m, các FPT thì khoảng chừng đại học FPT thì chừng 1.5 km. Thì căn nhà này thiết kế là một phòng khách, một sân phía trước đậu ô tô được, và một phòng khách, hai phòng ngủ và một không gian bếp rộng, rất là rộng. Sau đây phòng ngủ thì cũng khá là rộng rãi. Thì nhà thì bán tặng lại nội thất hết luôn nha, máy lạnh, giường hộp, tủ quần áo gì bán tặng lại hết. Nhà này mới 100% luôn, chủ đã qua sử dụng qua nhưng còn mới 100% luôn nha. Phòng nào cũng có giường hộp và tủ đựng quần áo hết ha. Thì chủ có nhu cầu bán lại, thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm đến căn nhà này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396400040, dẫn quý cô chú anh chị em đi coi, khi vừa ý trực tiếp gặp chủ mình thương lượng ha. Tặng máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, máy nước nóng đồ. Nhà dán gạch toàn nhà là 1m2 hết, thì cách chợ Mỹ Khánh đâu đó tầm khoảng chừng 500 m. Ở phía sau thì có một sân sau khoảng chừng bề ngang 4 m, chiều qua 4 m mấy, là 10 mấy m². Đó, đây là cái sân sau để mình phơi đồ hay làm gì cũng được ha, rộng rãi. Sân sau thì không có lợp tôn gì hết ha. Rào lưới rất là chắc chắn, xây lên 2 m, dán gạch lên 1 m 2. Toàn căn nhà hết. Ở sân sau này thì gạch màu cỏ nha. Đó, gạch dán lên thì 1m2 toàn nhà, một căn nhà mới 100% luôn. Quý cô chú anh chị em nào quan tâm đến thì đến coi thực tế. Cách chợ Mỹ Khánh chỉ có tầm xa tầm 500 m, bán kính trong vòng 500 m là đầy đủ tiện ích hết. Trường mẫu giáo, trường mầm non cấp 1, cấp 2 rồi ha. Đó, đây quay thẳng ra trước, diện tích của căn nhà là bề ngang 4m5, 4m40, chiều dài là 28m50, tổng diện tích là 120, tổng diện tích trên cái miếng giấy này luôn là tới 192m, là có 90m là thổ cư à. Thì miếng giấy này nói chung thì nó diện tích nó rất là nhiều, nhưng được 90m thổ cư, thì có mặt tiền sông đồ rất là thoáng mát. Đường lộ trước nhà là đường khoảng 3 m, thì nói chung xe ô tô nhỏ thì về tới nhà thoải mái luôn. Hàng rào này là xe ô tô vô nhà được luôn nha. Đó, phía đằng trước này thì lộ cũng rất là rộng rãi, lộ này trên giấy nó tới 7 m lận, nhưng thực tế thì nó chừng 3 m à, 3-4 m. Nó có mặt tiền xong thì đây là từ vị trí chợ Mỹ Khánh sẽ chạy vô cái vị trí nhà cho quý cô chú anh chị em mình xem cái đường đi luôn ha. Đó, đường này là đường Nguyễn Văn Cừ, ngay chợ Mỹ Khánh, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền ha. Đất này là thuộc xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. Từ chợ Mỹ Khánh này chạy thẳng vô nhà tầm 500 m. Thì quý cô chú anh chị em nào xem video rất mong được đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo, sẽ có những vị trí nền hoặc những vị trí nhà sẽ gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo ha. Nếu thấy vừa ý mình đi coi trực tiếp và mình thích thì mình mua nha. Đường thì đường này thì rất là rộng rãi, đường này thì 7 m, đường chính đi đi vô dài vô trong nhà, thì nhà cách đường này khoảng chừng 30 m là tới cái con đường này. Thì video này sẽ quay từ nhà tới đường. Thì giá dao động của căn nhà này là chủ bán với giá là 2,5 tỷ, có thương lượng chút ít lọc. Đó là chủ nói vậy. Thì qua cầu này quẹo phải vô,
Cầu này là cầu Gạch Dinh nha. Cầu Gạch Dinh, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. Đó, xe 4 chỗ có thể vô tới vị trí nhà. Vệ xuống chân cầu, cầu chạy vô đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại những video sau. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì liên hệ số điện thoại 0396400040. Dẫn quý cô chú anh chị em đi coi khi vừa ý gặp chỗ mình thương lượng mua bán luôn. Xin cảm ơn rất nhiều.